Xin chào tất cả anh em đã trở lại channel kiếm tiền online của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ review lại anh chị em đó một cái con app mới thì mình đã rút khá nhiều tiền rồi. Đó là cái con app Fiin đây nhé. Thì con app này cũng đã được hình thành hơn 1 năm rồi và mãi đến tận khoảng đầu năm dương lịch đấy thì nó mới cho cái chương trình đó là tuyển dép. Thì hồi đầu thì mình tuyển một dép đấy, đăng ký chỉ cần số điện thoại thôi trên một thiết bị là mình được 10k. Và min rút của nó là tầm đâu đó hơn 10k, là các bạn có thể một lần nạp thẻ cào, hai lần rút về tài khoản ngân hàng. Nếu trường hợp mà chúng ta có nhiều thì chúng ta rút về tài khoản ngân hàng đúng không ạ? Nhưng mà trường hợp ít thì không nên, bởi vì là cái phí của nó là 7.700 đồng rồi. Thì mình sẽ vào cái con app này cho các bạn xem nhé. Còn link đăng ký và video hướng dẫn video rút tiền thì mình có để phần mô tả video các bạn. Thì đây là cái tài khoản của mình đã đăng nhập vào rồi. Đấy thì các bạn có thể xem video mình hướng dẫn lại nhé, cũng đơn giản thôi. Đấy, các bạn sẽ vào phần lịch sử mình cho các bạn xem này, phần giao dịch này. Đấy thì mình hôm nay mình có review lại thì có 4 anh chị em đã vào nhé. Còn hôm trước này mình mua mà thẻ cao hết các bạn. Đó, các bạn thì thấy đấy, cộng này, thời gian đầu này mình cho xem các bạn xem này, 10.000 này. Vì sau thì có nhiều người tham gia, vì thật sự đây là một người anh của mình đấy, thì anh có làm trong cái con có làm cho công ty Fiin này, thì mình ngay sau khi có chương trình này thì anh cũng đã đưa cho mình này. Đấy các bạn thấy không, 31/12 này, mình là một trong những người đầu tiên, hầu như là đến tận bây giờ là mình có video ra về con app này ngoài công ty ra. Đấy các bạn thấy đấy, vào ngày cuối năm này bắt đầu mới ra. Thì cái đêm đó mình tuyển cực kỳ nhiều. Đấy, mình tuyển cực kỳ nhiều. Và mình tuyển được cái con app này khá nhiều tiền rồi. Mình không có rút về, mình để vì là thật ra rút cũng không được nhiều. Nên mình cũng nhiều bạn thì là khoảng trên 18, chưa đủ 18 tuổi thì sẽ không có chứng minh nhân dân và số tài khoản ngân hàng. Thì các bạn có thể nhiều hình thức này, điện thoại, thẻ cào này, ứng dụng tiêu tiền này, trả góp này. Đấy, các bạn bấm vào các bạn thoải mái thôi. Đấy, ứng dụng tiêu đấy, vay ưu đãi này, nhiều cái lắm. Các bạn có thể cho vay nhé. Đấy. Nhưng mà mình khuyên không, các bạn cứ nữa thôi. Các bạn chỉ đăng ký và tuyển dép, đăng ký các bạn sẽ không có tiền, nhưng mà các bạn tuyển dép sẽ được từ 3 đến 10k thì tùy hứng nó cho thôi. Nhưng mà lâu nay mình thấy nó cho có 3k thôi, 3k cũng được các bạn ạ. Bây giờ các bạn có làm gì đâu, chúng ta ở nhà rảnh đấy, chúng ta làm. Chứ nhiều con app mình nói thật các bạn á, các bạn tuyển vài chục dép thì họ may mới được 1 đô, khoảng 20.000 đấy. Nên là rất là mệt. Đây các bạn chỉ cần tuyển lấy khoảng 4 dép các bạn có thể đủ số dư các bạn mua cái thẻ cào các kiểu. Đấy thẻ cào điện thoại này. Đấy 10k chỉ có 9.700 này, nó có chiết khấu đàng hoàng anh chị em. Tất nhiên là chiết khấu không bằng một số cái khác rồi, nhưng mà 2.5% là quá ok rồi đúng không anh chị em. Đấy, các bạn thấy không, lịch sử mình mua cạc này. Đấy, các bạn thì thấy ấy, lịch sử đấy mình mua cạc nhé. Đó, danh sách thẻ đã mua này. Là có nhiều nhà mạng này, 5 nhà mạng, các bạn thoải mái mà lựa nhé. Thì cũng mình thông báo như vậy các bạn thôi về cái con app này. Đây các bạn mà có, nếu mà mong muốn kiếm tiền thì chúng ta có thể tải con app này. Nếu mà chín khỏe khỏe thì hầu như con app này ít người biết lắm các bạn. Mình khẳng định luôn. Nếu các bạn mà chín ok đấy thì cũng là một khoản tiền khá đấy. Một ngày các bạn có được trên 50.000 rồi. Còn trường hợp các bạn muốn rút được tiền đấy. Đây này. Nạp tiền rút tiền này. Các bạn bấm vào này. Đây các bạn muốn rút tiền thì các bạn phải xác minh nhé. Đây các bạn phải xác minh tài khoản này. Đấy chỗ ngân hàng các kiểu đấy. Đây các bạn đây này. Hồ sơ của tôi này, mình thì không làm. Đấy, mình không làm. Đó, các bạn cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân này, tài khoản ngân hàng này, video xác thực người dùng này. Ôi, mình chưa ấy thì nếu bạn nào có nhiều thì các bạn cập nhật cũng được nhé. Nhưng mình không. Mình có, mình mua cái thẻ cao. Đấy, mới được 14.500 mà mình mua cái thẻ cao này. Trong cái video này nếu mà các bạn nhớ like, subscribe kênh, mình sẽ tặng cái thẻ cao này cho các bạn nào. Các bạn sẽ comment, các bạn nhớ comment nhé, comment
số điện thoại Momo các bạn đấy và cái lượt like các bạn nhé. Các bạn nhớ bấm vào like video đây này. Mình sẽ làm event. Hiện tại mình sẽ một ngày mình sẽ cố gắng mà một tuần mình sẽ cố gắng event một lần tặng thẻ cào. Lần này là mình tặng thẻ cào nhé, còn đợt sau mình sẽ tặng thẻ cào Momo cho các bạn nhé. Đấy, các bạn bấm vào đây nhé. Đấy, và chọn nếu các bạn mà comment thẻ cào thì các bạn lựa cái thẻ cào nào cho mình nhà mạng nhé, để mình biết nhé. Và mình sẽ làm gian doom cho các bạn. Đấy, gian doom và các bạn nhớ comment đúng cú pháp nhé. Số điện thoại, ví dụ chẳng hạn này. Mô, mô này. Cộng với số điện thoại các bạn muốn nhận này. Hoặc là các thẻ điện thoại các bạn, ví dụ thẻ này, Việt Theo nhé. Cộng với đó là cái thứ hai. Đó là các bạn sẽ ghi ra là số điện thoại của các bạn nhé, để mình gửi cho các bạn. Đấy. Đó các bạn, để mình quay thằng Doom cho anh rể nhé. Đấy, anh chị em comment xuống dưới. Đó. Còn nhớ like và subscribe kênh giúp mình. Những bạn nào không subscribe kênh thì cũng không được tính đâu các bạn nhé. Đấy, còn bạn nào mà mong muốn các bạn thì chia sẻ video này giúp mình càng tốt. Còn dù bạn bè là subscribe kênh giúp mình. Kênh mình thì mục tiêu không phải là bật kiếm tiền, chủ yếu là chia sẻ cho anh em thôi, nên là mong anh em sẽ đăng ký kênh giúp mình nhé. Đăng ký càng nhiều càng tốt, chứ không phải 1.000, 2.000 hay 3.000 đâu. Đấy, mục tiêu mình là tạo ra nhiều video mới cho anh em. Chứ mà mình làm video mà anh em thấy khổ lắm, nhiều lúc làm video mình chưa chắc là sướng đâu, nhưng mà mình mong muốn đấy. Ngoài ra thì mình có để link group Facebook này, đấy, kênh Telegram cho các bạn vào đấy, hoặc là group Telegram thảo luận này. Các bạn vào đây nhé. Còn kênh group này thì mình xây dựng lên 1.000 người thì mình sẽ bắt đầu cho các bạn đăng bài tuyển dép. Vì thật sự là mới ít người thôi, khoảng 500 người đấy. Ít người quá mà đăng bài lên nhiều lúc các bạn spam đấy thì khá là mệt, mình không thể kiểm soát được cả ngày được. Đấy nên các bạn thông cảm. Các bạn cố gắng join vào cái hai mấy cái kênh này giúp mình nhé. Đấy, còn group thảo luận này, các bạn có câu hỏi gì thì vào đây để mình trả lời nhé. Mình không có tạo ưu điểm của thằng Telegram này là cái group nó 200.000 người. Anh em cố gắng nhé. Còn video này hơi dài một chút, nhưng mà những anh em nào dài mà nghe được thì là quá ok. Còn các bạn mà không ai không nghe được, các bạn gắng chịu nhé. Đây là có thể là lần đầu tiên mình ra một cái kèo gian đun đấy. Rồi ok, cảm ơn 500 anh em. Nhớ like, subscribe kênh giúp mình.